Theo quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, Lào Cai có khoảng 140.000 người không thuộc diện được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhiều giải pháp phù hợp đang được ngành bảo hiểm xã hội và các địa phương phối hợp triển khai. Ghi nhận tại huyện vùng Kasimakai, địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn. Một buổi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tại thôn Xín Trải, xã Bản Mế. Được cán bộ bảo hiểm xã hội giải thích, làm rõ về chính sách hỗ trợ 70% mức đóng phí theo Nghị định 75 của Chính phủ. Rất nhiều bà con đã góp phần kinh phí còn lại để có được tấm thẻ bảo hiểm y tế. Thoát nghèo thì không còn được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế nữa. Giờ nhà nước quan tâm có chính sách hỗ trợ 70% kinh phí thì vui mừng lắm rồi. Tôi cũng đã mua cho cả 4 người trong gia đình. Giờ không may có bị ốm đau thì cũng không phải lo nghĩ nhiều nữa. Theo Nghị định số 75 của Chính phủ, người dân tộc thiểu số ở các xã mới ra khỏi khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được ngân sách hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Hơn 1.600 người của huyện vùng Kasimakai đã được hưởng lợi từ chính sách nhân văn này. Từ đây, người nghèo có thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau bệnh tật. Tiếp tục là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, các cái phòng ban ngành liên quan và đặc biệt là ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc là phối hợp tuyên truyền trực tiếp đến những người dân trên địa bàn để giúp cho người dân sẽ tự giác và chủ động trong cái việc tham gia bảo hiểm y tế, góp phần vào cái việc là cái tính bền vững trong cái việc bao phủ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Để nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện tích cực kêu gọi xã hội hóa tặng trên 1.400 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 70 triệu đồng cho học sinh và người cao tuổi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động. Lồng gắn vào các cái buổi tuyên truyền, lồng gắn vào các cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi lồng gắn vào các cái buổi sinh hoạt để tuyên truyền cho bà con nhân dân rõ, nói rõ về cái mục đích ý nghĩa của cái việc mà tham gia đóng mua bảo hiểm y tế. Cái tỷ lệ phụ nữ tham gia thì cũng được trên khoảng 50%, cũng là một cái đóng góp tương xứng với cái dân số của phụ nữ trên địa bàn của huyện Simacai. Hết năm 2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Simacai đạt 97,5%, vượt chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Kết quả này góp phần quan trọng trong thúc đẩy mục tiêu giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.